mình sẽ làm một lớp màu hồng trước nha chị em. Mình không đi clear nha. Đi một lớp màu hồng trước nha chị em. Đi 100% màu hồng trước nha mọi người. Và khách này bắt đòi mình đó mọi người. Thì mình làm cho bạn trước đó chứ không phải là vừa rồi. Mình bạn thích giờ mọi người vừa rồi ai làm không biết, nhưng mà bạn không thích giờ bạn quay lại bắt đòi mình này. Đi 100% nha mọi người, 100% nha. Huy lấy tiền giùm anh rồi Huy hả? Huy ơi, lấy tiền con đó giùm anh rồi phải không? So cute, huh? Mm-hmm. Oh God, he looks smart. Okay, mình lấy một khúc trắng mà mình để đó nha. Nó mình lấy cái cọ ra mình để mình dip. Cọ nào cũng được nha mọi người. Mình để mình rải trắng nha. Này mọi người rải trắng này. Đó, mọi người rải trắng cho mình nha, rồi rải đầu móng thôi. Để chú cái tay xuống nha mọi người, rải trắng này. Rải trắng này ôm ra cho mình nha. Đó mọi người nè, đếp hồng vô này. Đó, thấy không mọi người? Đó, cái này là mình rải trắng này. Rải trắng nha mọi người. Đó, mình rải trắng thôi. Đó, đếp hồng vô nhanh vậy. Anh em thấy chưa? Này, đếp hồng vô. Đó, rải trắng này. Anh chị em thấy mình làm chưa? Rải trắng lên chỗ đầu móng rải lên thôi nha mọi người. Đó. Đó, rồi đi phòng vô. Bảo đảm là mọi người là ra hết, không có gì không được. Mình nãy giờ mình làm hai bộ một cái mô bồ rồi nha. Giờ mình làm ôm ray nè, là nguyên deep là nó có đầy đủ hết rồi đó. Này mọi người nhớ nè, cái tay mọi người thấy cái tay gõ trên này nha. I share how I do nail on the TikTok, Facebook too, you know. It's a lot. Mọi người thấy không? Ra ôm ray liền, không có gì mà khó nha anh chị em. Ôm ray rồi, giờ mình làm hết tất cả mọi thứ. Khi mà thợ nail mình biết làm hết tất cả mọi thứ là lợi thế lắm nha anh chị em. Đó, anh chị em deep bình thường đã khó rồi đúng không? Deep rải ôm ray nên anh chị em làm được chưa? Đó, không phải ai cũng làm được đâu nha anh chị em. Anh chị em thấy nó ôm ray chưa nè, thấy không? Bây giờ mình nhúng hồng vô thôi. Đó. Already ôm ray? Mm-hmm. Already? Yeah. Little bit. Yeah. You see, I do nail easy, huh? Right. Mọi người mình làm rồi mình yêu nghề của mình cũng hay lắm nha mọi người. Anh chị em làm sao làm? Khách nó cứ đòi mình là mình làm miết thôi. Sáng giờ mình làm hoài không nghỉ luôn, thấy không anh chị em? Ngày nay có thể mình live stream đến chiều luôn á mọi người. Hôm nay là sinh nhật người vợ mình nha anh chị em. Có thể là mình về sớm.
Ôm rây, mọi người hiểu nguyên tắc ôm rây chưa? Là nó đậm từ đầu móng đậm lên nha. Đó. Nó mình cứ rải thôi. Đường nó có cái hột gì rồi kìa, thấy không ổn rồi đó nha. Rải thấy không? Người rải đi cái đầu móng đậm đậm lên. Nếu búng cái tay nha mọi người. Rồi. Một lớp trắng nữa thôi nha anh chị, một lớp trắng, một lớp hồng nữa thôi nha. Rồi mình sẽ phụ clear lên sau. Ô, hai lớp trắng nữa chứ. Mình làm nail được rồi là mình thấy cái gì nó cũng đơn giản nha chị em. Anh chị em mới học nghề cố gắng nha. Cố gắng cái gì mình cũng nắm hết chị em. Mình đang tập trung mình làm nên mình nhiều lúc mình không có trả lời được bình luận của anh chị em nha. It's a dipping powder, a different tip. No, dip, dip ombre, not friend tip, I'm confused. Dip ombre is a pin and white. Đó, đó mọi người, nếu mà mình thấy thấy ok rồi đó thì mình... Mình thấy nó ôm ray không? Thấy không mọi người? Ôm ray là đi nửa móng thôi nha mọi người. Ombre mọi người nhớ dip một lớp clear nữa nha mọi người.
Ombre mọi người nhớ dip một lớp clear cho nó phủ lên trên nha, cho nó khỏi mất ombre nha. Đó, anh chị ạ. Không cắn này nè. Mình sẽ dip clear lên trên, không có dip hồng nữa, cắn. Clear nè mọi người, một clear nè. Ok mọi người, mình sẽ cho mọi người biết cách mình dip all clear nè mọi người. Đó, mọi người phủ hết lên thấy chưa? Mọi người thấy mình dip không? 5 ngón luôn nè, mình dip 4 ngón vô luôn nè. No, it's ok. 3. I go together, 3. I wasn't expecting that. We got a bit, you know, yeah. A bit bored. Oh yeah, that's fun. This wasn't expected. Oh, yes. I was like, I'm doing it wrong. Thấy mọi người. Thấy không? Dip. First time you try with triple dip, huh? Yeah, first time. Yes. Mình làm 3 ngón cùng lúc cho anh chị em coi này. Tại vì cái này nó đơn giản mà, mình làm 3 ngón luôn nha. Cho nó nhanh đỡ mất thời gian luôn. Yeah, triple dip again. Triple dip. Yeah, yes. Thấy mọi người. Yeah. Yes, easy, huh? Yeah, easy enough. Đó, mình xong ôm ray rồi thấy chưa anh chị em. Ôm ray giờ nó cũng là khó của mình nữa. Ôm ray màu gì cũng được luôn nha mọi người. Người thấy chưa? Nè, ôm ray trắng hồng nè, thấy chưa? Đâu có thua gì đập bột. Nhưng nhớ bỏ cái nước làm khô lên nha anh chị em. Around a little bit at corner. Mm-hmm. Square round. Yes. Right. Mm-hmm. Okay. Tay khách hơi ngắn nha mọi người. Ngắn làm ôm ray cũng được nhưng mà nó hơi khó hơn dài nha mọi người. Mình phải canh cho nó chuẩn. Let's see. 28k view. Wow. Hello, mình đi mọi người ơi. Last time I already put your hand on Facebook mm-hmm. already, mm-hmm. and you see how much view already. Yeah. A lot of view. A lot. Mm-hmm. I saw it. This is a different tip last mm-hmm. time? Yeah, last time. The color? The dark color? Oh, yeah, I had red. Red? Mm-hmm. Yeah, for Christmas. But last time I did for you, before? Oh. Mm. What I bought on? I don't remember. What was that? Like a burgundy, like a very pretty maroon. Oh.
I don't remember. I don't remember either. Mm-hmm. It was very pretty though. Yeah. I got a lot. A lot come from it. Maybe it was the brown. Brown? Like a brown. I don't remember. It's very pretty. Này cái khóa này anh chị em. A lot. Đi khóe cẩn thận sạch sẽ cho người ta nhanh vậy. Hứa giật cái tay ra nha mọi người. Chạy cuticle cho sạch sẽ cho người ta nha mọi người. Mình chưa ăn cơm luôn mọi người, cứ làm hoài luôn mọi người. Hả? Chưa xong em ơi. Mình làm chậm quá mắc thân rồi phải giờ mọi người. Nhưng mà không sao. Đó, mình nhớ giữ mình cho người ta nha. Này, giữ mình lại tại vì cái màu mấy cái ombre này là giữ mình cho nó đều mặt móng này. Chị em nào chưa biết dip ombre thì cố gắng học ha. Cho nó chuẩn nha mọi người. Làm everything, khách đưa gì mình cũng làm được nha mọi người. Đo lại cho nó even nè anh chị em. Nó cân đối nè. Sorry honey. Sorry. Đó, không có được dài hơn nha mọi người. It's not infill. It's deep in powder, but the ombre, thin and white, it's not infilled clearly. Even, the nail air is even. The nail is even. Mình deep ombre, còn hơn đắp bột nữa đó cho anh chị em tưởng là. Công khách của Huy là nó quay lại rồi đó hả? Con em vừa rồi mới làm đó, con đang làm đó. Cái khác hả? Sao quen giống cái con kia ta? Cái con mà có đứa con mà vừa rồi nó đòi làm tay á, con Trang làm á. Hey. Cái khác hả? Ok mọi người, trước khi sân top là mọi người phải sân bay nha. Ok. Ok. Cái màu hồng này nó không được hồng lắm nha anh chị em. Nó không được hồng lắm nên ombre nó không có được thể hiện nhiều màu hồng cho lắm nha mọi người. Mình nhớ bữa sau rút kinh nghiệm mình làm cái màu hồng khác nha mọi người.
ngon khác nó đậm hơn xíu. Màu hồng này không được hồng lắm mọi người. The pink cannot show up a lot. Pink it a little bit lighter. Mm-hmm. It's okay with you? Mm-hmm. Yeah. Oh, I like this one. Yeah, I like it. Mm-hmm. Sau mình chọn cái màu hồng đậm hơn xíu nha mọi người. Mình thấy cái màu hồng nó hơi bị nhạt. Cái ombre chưa? Đó, mình làm ombre đó mọi người. Màu hồng nó hơi nhạt nha mọi người. Nhưng cũng ok chứ không có nổi gì. Khách của mình phải dễ thương lắm mọi người. Và là bác sĩ mà. Yes, give me that. Và này là mấy đợt là chủ mình đã làm rồi mọi người. Và này mấy đợt chủ làm nha mọi người. Vô tình bữa nào bữa qua mình làm cái bên này bắt đầu mình luôn. Mọi người sơn thóp mấy cái móng ngắn, mọi người cẩn thận nha. Sơn kỹ nha mọi người, tại vì nó hay bị sọc cái đầu móng á, mọi người phải sơn kỹ nha. Đó, nó hay bị sọc lắm là do cái... Mình làm một tiếng đồng hồ khoảng cỡ 101 là mọi người là được nha mọi người, 100 đô là được, vừa được nha mọi người. Tiếng người làm 100 là được nha. Đẹp cho mọi ta nha. Đúng rồi, đó, nè, deep ombre nè mọi người. Màu hồng nó hơi nhạt nhưng mà nó tương đối nha mọi người. Đó. Anh cho em hỏi mua ở đâu vậy? Mua gì em? Hai em à, hai khả phong anh dùng loại máy gel led đấy, anh dùng loại này. Somebody ask me what kind of the lamp I use. It's here, you see, đây anh đang dùng loại này nha. Cái này thì nó bị hư cục pin rồi nên anh đấu trực tiếp vô luôn á. Ok luôn anh muốn cái nè mọi người, nè ombre nè, đó, thấy không mọi người, ombre đó. Đúng chưa? Nè, thấy deep ombre chưa? Này như cái gì? Cái đó hả? Cái đó em đang xài thử đó, không biết ngon hay không. Chị đang xài thử đó mà thấy cũng ok lắm. Thích thì tặng luôn á. Ờ, lấy đi, lấy ra. Yes, you can, thank you so. We're gonna do toes too. You want pedicure too? Just yeah, but just like a French manicure. I don't want the. So somebody can do for you or? Oh yeah. That's perfect. He will take care. Yeah, he did great. Yeah. Thank you. I'm not good. Yeah. Hey, hey.
Hey, bà này bà muốn anh thôi này làm chân cho bà, đưa anh thôi này làm chân đi. Thôi này làm chân ngay. Ok mọi người. Có. Yeah, you can just sit number. Yeah. Thank you honey. Thank you. Bà nó bất thích mình lắm. Em thấy máy đó mà em đang tìm gel LED nào khó khô nhanh hơn. Thì cái này là nhanh rồi. Cái này 30 giây là nó thiệt. 30 giây là khô rồi nha. Này, này. Đó, cái này nó bị hư rồi nhưng mà mình đó, cái này này nha anh chị. Mua dùng cái này nha. Đó, hư rồi nhưng mà mình tháo cục pin nó mình vứt rồi. Đó. Tháo cục pin nó mình vứt, mọi người thấy có cục pin không? Này. Mọi người thấy không ta? Không có cục pin. Không có cục pin trong này. Mình tháo cục pin rồi, mình đang đấu trực tiếp vô đây mọi người. Mình xài trực tiếp luôn. Thank you. Thank you. Ok, không có gì anh. Rồi chắc hết khách rồi, chắc mình ngưng stream ở đây nha anh chị em. Con chị em một ngày tốt đẹp nha. Hết khách rồi mọi người. Đó, tưởng đâu live đến chiều mà giờ mình được nghỉ ngơi rồi mình đi ăn cơm. Ok, ba anh chị em nha.